Ngày 23 tháng 5, Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị này đã xác định được nghi phạm trộm túi xách của người phụ nữ đang dừng xe giúp người bị tai nạn. Nghi phạm là Nguyễn Đức Long, 30 tuổi, trú phường 5, thành phố Đông Hà. Trước đó, vào lúc 17 giờ chiều ngày 22 tháng 5, một vụ va chạm giao thông xảy ra tại ngã ba quốc lộ 1 giao đường Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà. Thời điểm đó, chị HH, 39 tuổi, trú tại phường Đông Giang, thành phố Đông Hà đi xe máy đến vị trí trên. Sau đó chị H dừng xe bên đường để xuống giúp đỡ người bị tai nạn. Tuy nhiên vì vội nên chị H vẫn để túi xách trên xe. Lúc này, một nam thanh niên đi xe máy đến đã với tay qua lấy túi rồi rồ ga bỏ chạy. Toàn bộ hành vi của nam thanh niên này được camera ghi lại. Đoạn clip này sau đó được đăng lên mạng xã hội. Nhiều người xem clip đã rất bức xúc với hành vi của nam thanh niên. Cơ quan công an cũng nhanh chóng vào cuộc truy tìm người lấy trộm túi xách. Chỉ sau gần một ngày, nghi phạm đã bị phát hiện và triệu tập. Hiện Công an thành phố Đông Hà đã thu giữ tang vật liên quan. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.